nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ chính thức về số tiền 13 tỷ đồng từ thiện. Nghệ sĩ Hoài Linh vừa có những chia sẻ chính thức về số tiền hơn 13 tỷ đồng do người dân Việt Nam quyên góp cho bà con miền Trung. Mới đây chia sẻ với chúng tôi, nghệ sĩ Hoài Linh đã có những dòng tâm sự liên quan đến số tiền hơn cả chục tỷ đồng được người dân cả nước quyên góp để hỗ trợ người dân miền Trung trong đợt thiên tai vừa qua. Toàn bộ nội dung nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ. Xin chào quý vị khán giả, quý anh chị báo chí, như đã chia sẻ với mọi người, sau khi Linh hoàn thành nhiệm vụ trao tiền lũ lụt cho bà con miền Trung, Linh sẽ có một cái báo cáo cho quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày 21, Linh có nhận được một số câu hỏi số tiền đó đang ở đâu và làm chưa. Nhân đây, Linh cũng chia sẻ với mọi người luôn, để mọi người nắm được tình hình. Đầu tiên, Linh lên tiếng về số tiền liên quan đến cộng đồng và Linh cần phải lên tiếng. Xin cảm ơn các cơ quan báo chí đã cho Linh cơ hội để nói lên điều này. Như Linh đã chia sẻ, số tiền trên trang cá nhân là 13 tỷ 417 ngàn đồng. Hiện nay, Linh đã liên hệ với các địa phương và tiếp tục thực hiện công việc của mình cho đến khi nào hết số tiền quý vị gửi đến thì thôi. Số tiền sẽ gửi đến đúng người. Kính thưa quý vị, sau lần báo cáo này, Linh sẽ có thêm một lần báo cáo nữa đầy đủ tất cả các chứng từ khi Linh đến trao cho các đồng bào. Sẽ có đầy đủ chữ ký của các chính quyền địa phương nơi Linh đến. Linh xin nói lại, số tiền cộng luôn cả lãi suất và một số chi tiêu đã sử dụng thì số tiền còn lại là 13 tỷ 770 triệu đồng. Có những người gửi số tiền rất là lớn và có những người gửi số tiền rất là nhỏ như 10.000, 20.000. Đây là tình cảm của mọi người. Sự yêu thương của khán giả dành cho Linh suốt 30 năm qua. Có nhiều người thắc mắc số tiền này Linh có biệt thủ không? Quý vị ơi, nếu lấy sự nghiệp 30 năm của mình để đánh đổi mười mấy tỷ này thì mọi người nghĩ có nên hay không? Nếu mà không nhắc số tiền này, nhiều người nói thằng Linh nó giữ nó xài cho riêng nó. Nhưng kính thưa quý vị, những cái gì không muốn người khác biết thì đừng làm. Và đây là tình cảm của mọi người gửi đến Linh. Và Linh không làm chuyện thất đức như vậy. Sau cùng, Linh gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí, các ân nhân, các đồng bào, quý khán giả ở trong và ngoài nước. Khi hết dịch, Linh sẽ đích thân đến trao tận tay cũng như gửi lời xin lỗi đến mọi người vì đã trao số tiền chậm hơn so với dự định. Chúc quý vị nhiều sức khỏe và phòng chống dịch tốt. Hy vọng những chia sẻ của nghệ sĩ Hoài Linh sẽ một phần